Chào bạn, có bạn hỏi là anh ơi làm nào để gõ được công thức toán hệ phương trình ở trong LibreOffice thì ta sẽ làm như sau. Ví dụ đây là trong phần mềm soạn thảo văn bản nhé, ta chọn vào Insert này, OLE Object này, Formula Object thì sẽ hiện cái khung soạn thảo này. Thì nếu các bạn thuộc lệnh rồi thì ta sẽ gõ trực tiếp lệnh ở đây, còn chưa thuộc thì ta sẽ nhìn đây, bên tay phải đây ta tìm vào cái phần bracket là ngoặc. Hệ phương trình nó phải gồm nhiều dòng, vậy chúng ta sẽ chọn cái dòng này, brace. Đấy. Thì left là left brace, xong ta điền vào đây, right là right brace. Chỗ này ta sẽ nhìn cái đây, đấy các bạn nhìn thấy này, nó đóng mở ngoặc đều là ngoặc ngoặc móc hết. Bây giờ tôi muốn là nó chỉ mở ngoặc móc thôi, còn cái đóng ngoặc này nó không có. Tôi sẽ xóa cái rồi đây này, tôi gõ chữ none, tại nó sẽ chỉ thành có mở ngoặc móc thôi. Còn cái nội dung ở đây thì chúng ta nếu thuộc rồi thì tốt, không ta lại phải chọn đây, chọn vào format này. Đây ví dụ hai dòng thì ta dùng cái này, ba dòng bốn dòng thì ta dùng cái này. Còn nếu muốn làm theo kiểu ma trận, tức là giống thẳng hàng các cái vế trái vế phải, ta sẽ dùng cái này. Đây tôi lấy ví dụ hai. Đấy thì đây nó hiện để ta gõ thôi. Binom. Đây. Ta sẽ gõ vào đây, ví dụ là x cộng y bằng 3. Xong xuống dưới là 2x trừ 7y bằng 4. Đấy, nó ra cái hệ phương trình này. Ok chưa? Đấy. Còn ví dụ ta muốn 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 nó 3 thì sao? Thì đây, ta gõ đúng như trên, nhưng mà ta sẽ thay vì gõ cái binom này, chúng ta sẽ gõ thằng format này. Đây. Stack hoặc là matrix. Đây, stack. X bằng 1. Ta dùng dấu thăng để ngăn cách các cái cụm nội dung. Chỗ này nó bị lỗi. Đấy. Nó sẽ hiện đúng x bằng 1, y bằng 2, z bằng 5. Đấy, vân 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 vân. Ok, chúc bạn thành công.